Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin tổng hợp Phật sự Online. Chương trình thời sự hôm nay, thứ hai, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm nhâm dần, có những tin tức Phật sự đáng chú ý như sau. Hà Nội, hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư Phật đản 2022 của Phật giáo. Bình Dương Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh họp thường kỳ thảo luận chuẩn bị an cư kiết hạ Phật lịch 2566. Bình Dương, buổi họp ra mắt nhân sự Ban Hoàng pháp Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Thành phố Hồ Chí Minh, họp báo giới thiệu lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022 với chủ đề Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam. Hà Nội, ngày tu an lạc đầu tiên của năm nhâm dần tại chùa Bằng. Trà Vinh, Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn số 65. Phật giáo quốc tế, chùa Phật Tích, ngôi chùa Việt trên đất bạn Lào. Sau đây kính mời chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, chiều ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm nhâm dần vừa qua, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chùa Mộ Lao, số 2, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị mở rộng triển khai công tác tổ chức đại lễ Phật đàn An cư kết hạ phần lịch 2566 và Đại hội Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hồng Pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức tăng ni, lãnh đạo ban trị sự các quận huyện thị trên toàn thành phố. Hội nghị đã thống nhất tổ chức đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566 của Phật giáo thủ đô sẽ tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm nhâm dần tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, số 7 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông các đơn vị quận huyện thị sẽ tiến hành tổ chức đại lễ phật đàn tập trung của mỗi đơn vị từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm nhâm dần dựa theo điều kiện về dịch bệnh covid-19 tại mỗi địa phương để lựa chọn quy mô tổ chức cho phù hợp công tác tổ chức đại lễ phật đàn phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ủy ban nhân dân các quận huyện thị về công tác phòng chống dịch và đáp ứng các điều kiện về công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Công tác an cư kết hạ được tổ chức theo hình thức an cư tập trung nhị bộ bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 và kết thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 năm nhâm dần tại 18 cơ sở hạ trường. Ngoài ra, Trương Tôn Đức đã họp bàn về chương trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch sắp tới, tức là từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp của tăng đoàn. Sáng ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm nhâm dần, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn, Chùa Hội Khánh, Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiến hành phiên họp thường kỳ để triển khai các hoạt động Phật sự thời gian tới và thảo luận kế hoạch chuẩn bị an cư khiết hạ Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Quang Lâm Chính minh và chủ tọa phiên họp có Hòa Thượng Tích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự chánh văn phòng 2 trung ương giáo hội trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương hòa thượng thích thiện duyên ủy viên hội đồng trị sự phó ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh chư tôn thượng tọa phó ban trị sự trưởng các ban chuyên trách cùng chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đại diện ban trị sự chính huyện thị thành phố trực thuộc phật giáo bình dương tham dự phiên họp phiên họp có sự tham dự của ông trần đức thịnh phó giám đốc sở nội vụ trưởng ban tôn giáo tỉnh bình dương phát biểu triển khai nội dung phiên họp và thượng thích huệ thông phó tổng thư ký hội đồng trị sự tránh văn phòng 2 trung ương giáo hội trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương định hướng một số nội dung quan trọng cần thảo luận tại phiên họp chư tôn đức ban thường trực ban trị sự phật giáo tỉnh đã thống nhất tổ chức Hóa an cư kiết hạ vật lịch 2.566, dương lịch 2022 theo tinh thần thông bạch hướng dẫn của trung ương giáo hội toàn tỉnh có 4 đạo tràng an cư trong đó có hai đạo tràng dành cho chư tăng tại chùa Hội Khánh, thành phố Thủ Dầu Một, đạo tràng dành cho tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Dương tại chùa Thiên Trân, thành phố Thuận An, đạo tràng dành cho chư ni tại chùa Tây Thiên, thành phố Dĩ An và chùa Bồ Đề Đạo Tràng, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An dành cho đi sinh trường Trung cấp Phật học. Sau khi Đại Đức Thích Huệ tính chánh thư ký ban trị sự Phật giáo tỉnh đọc bản báo cáo tổng kết Phật sự trong tháng qua, Chư Tôn Đức đã đóng góp ý kiến và hướng giải quyết phù hợp nhất về kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình đại lễ Phật đảng an cư kiết hạ và đại giới đàn thiện an trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, có hai sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 4 năm 2022, đó là đại lễ kỳ siêu kỳ an nhân tiết thanh minh và dỗ tổ Hùng Dương được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 3 năm nhâm dần tại Hoa viên Nghĩa Thang Bình Dương, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Đại lễ kỳ siêu Tiết Thanh Minh năm nhâm dần được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, thành phố Thủ dầu một dưới sự tham dự của chư tôn đức trong ban trị sự và ban nghi lễ do hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tham dự phiên họp. Ông Trần Đức Thịnh đã bày tỏ niềm quan hỷ và đánh giá cao những nội dung công tác Phật sự được thảo luận trong cuộc họp của ban trị sự do hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Đồng thời, ông cũng chia sẻ các vấn đề trong dịp tổ chức khóa đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 an cư kiết hạ sắp đến và mong rằng chư tôn đức tăng ni sẽ tiếp tục đoàn kết và hòa hợp xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày càng xuyên minh và vững mạnh trong lòng dân tộc đúc kết cho phiên họp hòa thượng thích huệ thông đã tán thán tinh thần làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng thuận nhất trí cao công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản, tổ chức các điểm an cư kết hạ, cũng như đại với đàn thiện an do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 24, 25 và 26 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 26, 27 và 28 tháng 5 năm nhâm dần. Và thượng tin tưởng, với sự đoàn kết và tinh thần làm việc như vậy, hy vọng các hoạt động phật sự trong tỉnh sẽ đạt được những thành tựu như chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, Ngài cũng đã nhắc nhở chư tôn đức tăng ni luôn sống có kỹ cương, luôn sống trong tinh thần đoàn kết hòa hợp để đưa Phật giáo bình dương ngày càng phát triển và vững mạnh. Sau phiên họp thường kỳ của ban trị sự Phật giáo tỉnh, ban giáo dục Phật giáo do hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng tổ chức phiên họp lần thứ tư do thượng tọa thích Trần phát, quỹ viên hội đồng trị sự, phó ban trị sự, kiêm trưởng ban giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học chủ trì phiên họp. Theo đó, Chư Tôn Đức Tăng Ni thành viên trong ban giáo dục đã thảo luận về các công tác hoạt động của trường trung cấp Phật học, ban giám hiệu, ban giảng quấn, ban giám thị và ban bảo trợ nhà trường để cho việc dạy và học của trường ngày càng đạt chất lượng cao, mang tính khoa học và chặt chẽ hơn, phù hợp với tình hình hoạt động dạy và học của Tăng Ni Sinh hiện nay. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 4 năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn, Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Ban Hoàng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp ra mắt thành phần nhân sự và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Tham dự cuộc họp có Hòa thượng Thích Thiện Duyên Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương; Chư Tông Đức Phó Ban trị sự; ông Trần Đức Thịnh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban tôn giáo tỉnh Bình Dương cùng Chư Tông Đức Tăng Ni thành viên trong ban. Thượng Tọa Thích Minh Vũ đã phát biểu khai mạc và nhận định. Ban Hoàng Pháp là một trong 12 ban ngành của giáo hội cấp tỉnh thành, đã không ngừng phát huy tinh thần giáo hóa của Đức Thế Tôn, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học và nâng cao kiến thức Phật Pháp cho chúng Phật tử. Theo đó, Đại Đức Thích Trí Dân, Ủy viên Ban trị sự, Chánh Thư ký Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, đã thông qua quyết định phê chuẩn thành phần nhân sự Ban Hoàng Pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027, do Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Chánh Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương ấn ký. Theo quyết định, Ban Hoàng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương gồm có 31 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Vũ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban, Thượng tọa Thích Minh Lực Phó trưởng ban thường trực, Thượng tọa Thích Thiện Trang, Nơi trưởng Thích Nữ Pháp Như, Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ đồng phó ban, Đại Đức Thích Trí Dân, Chánh Thư Ký và các thành viên đồng thời với sự hiện diện ra mắt của 37 thành viên. Tại lễ ra mắt, Chư Tôn Đức thành viên Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã đóng góp ý kiến xoay quanh các kế hoạch và phương pháp hoàng pháp sáng tạo, triển khai chương trình thuyết giảng trong mùa Phật đảng và lập kế hoạch cho công tác tổ chức thực hiện chương trình hoàng pháp online để nhiều người tìm đến với Phật Pháp, hướng dẫn Phật tử đi đúng chánh Pháp không theo thị hiếu mà làm sai lệch quy củ thiền môn. Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Phủ gửi lời tri ân đến Chư Tôn Đức thành viên trong Ban Hoàng Pháp đã tham dự cuộc họp ra mắt nhân sự và cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến một cách tích cực cho sự phát triển của Ban. Nhân đây Thượng tọa mong rằng, trong nhiệm kỳ này, các thành viên trong Ban Hoàng Pháp cần nỗ lực không ngừng trong công tác hoàng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh trong công tác thuyết giảng cho đồng bào ở những vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn và đang khát ngưỡng chánh pháp, làm lan tỏa giáo lý Phật Đà đến đông đảo quần chúng trong xã hội. Với chủ đề Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức mùng 8 tháng 3 đến 11 tháng 3 âm lịch tại khu tưởng niệm các vua hùng trong công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm nhâm dần, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Veco Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Doãn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VECO Việt Nam, ông Từ Hồng Long, Trưởng Văn phòng Văn hóa Lễ hội Sự kiện, Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. Với chủ đề Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, lễ dỗ Hùng Vương năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 4 năm 2022, tức mùng 8 tháng 3 đến 11 tháng 3 âm lịch tại khu tưởng niệm các vua Hùng, tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố thủ đức sáng ngày 4 tháng 4, ủy bình nhân dân thành phố hồ chí minh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn vego việt nam tổ chức họp báo giới thiệu về lễ dỗ tổ hùng dương năm 2022. tham dự có ông nguyễn doãn tuyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vego việt nam ông từ hồng long trưởng văn phòng văn hóa lễ hội sự kiện ban quản lý công viên lịch sử văn hóa dân tộc với chủ đề hội tụ tinh hoa văn hóa việt nam Chương trình lễ dỗ tổ Hùng Dương năm 2022 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thể hiện nét bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền trên cả nước. Trong đó, lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào tối 8 tháng 4, lễ dỗ tổ vào 10 tháng 4, chương trình văn hóa nghệ thuật ba miền và lễ bế mạc diễn ra vào ngày 11 tháng 4. Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã cho biết về công tác phòng chống dịch sẽ luôn được đảm bảo với hệ thống khử khuẩn và đo thân nhiệt khu vực cho báo chí và truyền thông năm nay được mở rộng. Đồng thời, cũng là dịp để mọi người chiêm nghiệm thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, ẩm thực, các dùng miền của các hội đoàn, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp uy tín, chất lượng, sáng tạo nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, phát triển các ngành nghề, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, thể hiện sự phát triển bền vững, lòng yêu nước và hướng về cội nguồn cho thế hệ trẻ trong tương lai, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong thời đại kinh tế hội nhập và phát triển. Chương trình là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Đồng thời, còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng ngàn năm, ăn sâu vào tâm hồn tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, cũng là sự kiện nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức cá nhân về những cống hiến phát triển bền vững vì cộng đồng. Ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm nhâm dần, đông đảo Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa đã vân tập về Chùa Bằng, Linh Tiên Tự, số 63 Phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để tham dự ngày tu bát quan trai đầu tiên của năm nhâm dần, sau một thời gian dài tu tập online tại Tư Gia do dịch bệnh COVID-19 đúng 7 giờ 30 phút sáng, Thượng tòa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội đã làm lễ niêm hương bạch Phật yết tổ và đăng đàn truyền giới cho hành giả tu tập bắt quan trai giới trong ngày tu này. Sau đó, dưới sự chủ lễ của Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự, đại chúng đã cùng trí thành trì kính, trì tụng kinh dược sư, cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Tiếp theo, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương đã quang lâm pháp tòa và có thời pháp thoại ngắn chia sẻ với đại chúng về lợi ích và ý nghĩa của việc tu tập. Hòa thượng đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, các Phật tử vẫn tinh tiến tu tập online qua phần mềm Chance của Đạo tràng Pháp Hoa. Đó là điều vô cùng đáng mừng, thể hiện rằng các Phật tử đã biết an trú, coi việc tu tập là một việc thiết yếu, không sao nhãng, không buông lung. Hòa thượng mong rằng đại chúng hãy trân trọng từng giây phút được sống trên đời, được thở, được cười, được biết tới chính pháp để tinh tiến tu học hơn nữa nhằm xây dựng cuộc sống tịnh độ tại nhân gian. Buổi trưa, thầy và trò đã thực hiện nghi thức cùng quá đường, cùng nhau dùng bữa cơm chay ăn lạc, ấm áp tình đạo vị trong ngày Tết Hàn Thực, khép lại ngày tu tràn đầy hỷ lạc. Nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh lần thứ 7, chiều ngày 2 tháng 4 năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã kết hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn số 65 tại xã Ngai Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Tích Chí Minh, ủy viên Hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Cú, cùng chư tôn đức Phật giáo huyện Trà Cú. Đại diện chính quyền có ông Lê Văn Tịnh, trưởng ban tôn giáo tỉnh, bà Tăng Thị Thắm, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Nguyễn Khánh Hòa, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã cùng các cấp chính quyền địa phương tham dự. Phát biểu tại lễ khởi công, hòa thượng Thích Chí Minh đã gửi lời tri ân đến các đơn vị tài trợ khi cùng chung tay với Phật giáo tỉnh chăm lo cho đời sống người dân nơi đây. Đồng thời, hòa thượng cũng tán thán tinh thần phụng sự của Đại đức Thích Minh Chí khi là cầu nối tới các mạnh thường quân giúp các việc làm thiện nguyện. Ý nghĩa này được lan rộng. Hòa thượng cũng cho biết nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh trà Vinh lần thứ bảy, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đề ra chương trình quỹ an sinh xã hội với chỉ tiêu 15 tỷ đồng và được sự hưởng ứng của chư tôn đức tăng ni và các tự viện cũng như sự đồng hành của quý mạnh thường quân gần xa chia sẻ những khó khăn với bà con nghèo giúp mọi người phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống thay mặt cho phật giáo huyện trà cú đại đức thạch nhất đã gửi lời cảm ơn đến chư tôn đức trong ban trị sự phật giáo tỉnh cũng như đại đức thích minh trí và quý mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ cho bà con nơi đây có được một cây cầu mới Đại Đức cũng chia sẻ thêm trên địa bàn huyện Trà Cú, người dân đa phần là đồng bào dân tộc Khmer, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng về cầu đường còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc khởi công xây dựng cầu Đông thôn số 65 sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con cũng như các em học sinh tới trường được an toàn và thuận tiện hơn. Dự kiến cầu giao thông nông thôn số 65 với chiều dài 40m, chiều ngang 3,2m với tổng kinh phí xây dựng là 500 triệu đồng do Hội xây cầu Tránh Kiến và gia đình cô Tâm Chuyên, thành phố Hồ Chí Minh cùng Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước hỗ trợ, bà con địa phương đã đóng góp ngày công xây dựng. Buổi lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn số 65 kết thúc bằng nghi thức tụng kinh chúc phúc và động thổ trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Quý vị vừa theo dõi phần tin Phật giáo trong nước – Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, cũng như những ngôi chùa Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới, chùa Phật Tích không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của đông đảo người con dân Việt Nam xa xứ, mà còn là nơi đoàn kết bà con cùng hướng về tổ quốc thân yêu. Chùa Phật Tích tọa lạc tại đại lộ Na Say, một con phố rất đẹp ở trung tâm thủ đô Viên Chăn của đất nước bạn Lào trong một khuôn viên rộng hơn 2 000 mét vuông. Chùa nổi bật là tòa bảo tháp 7 tầng. Mỗi tầng tháp được đặt trang trọng một bức tượng Phật ngự trên đài hoa sen yên bình. Trên đỉnh tòa tháp là nơi dựng một bức tượng Phật A-di-đà màu vàng. Ở mỗi mái đao của tầng tháp là hình tượng tứ linh, long, lân, quy, phụng, biểu tượng văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt Nam. Chùa Phật Tích được sư bà Thích Nữ Diệu Thiện tôn tạo từ một ngôi am nhỏ trong nghĩa trang của cộng đồng người Việt tại thủ đô Viên Chăn để làm nơi tu tập. Đến tháng 4 năm 2008, để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và nơi sinh hoạt cộng đồng của người Việt, ngôi chùa được xây mới theo kiến trúc truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Kinh phí xây dựng ngôi chùa từ khoản tiền quyên góp của các tăng ni Phật tử bà con trong cộng đồng kiều bào người Việt tại Lào và các cá nhân tổ chức hảo tâm. Sau hơn 2 năm xây dựng, ngôi chùa được khánh thành vào ngày 19 tháng 11 năm 2010. Buổi lễ các ban khánh thành của chùa có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Lào, lúc đó là ông Som Savat Len Savat, đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo bà con Phật tử bà con trong cộng đồng người Việt Nam tham dự được khánh thành cuối năm 2010 chùa Phật tích càng là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Lào bởi lối kiến trúc mang đậm nét tâm linh Việt và là nơi để kiều bào người Việt sinh sống tại Lào nương tựa đời sống tinh thần hướng về nguồn cội để đáp ứng nhu cầu thờ phụng các hoạt động văn hóa tâm linh của bà con tăng ni Phật tử tại thủ đô viên chăn nói riêng tại Lào nói chung Chùa Phật Tích đã được Hội Người Việt Nam Thủ đô Viên Chăn tạo điều kiện hỗ trợ mở rộng diện tích để xây dựng khu tưởng niệm lãnh tụ và các chiến sĩ cách mạng Lào Việt Nam vào tháng 1 năm 2022. Vừa qua, Chùa Phật Tích phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội Người Việt Nam Thủ đô Viên Chăn và Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào, Việt Lào PACI tổ chức lễ quyên góp xây dựng khu tưởng niệm lãnh tụ và các chiến sĩ cách mạng lào việt nam chùa phật tích tại thủ đô viên chăn không chỉ là một trong những trung tâm sinh hoạt tâm linh quen thuộc của cộng đồng người việt nam tại lào mà còn là nơi đoàn kết kiều bào cùng hướng về quê hương đất nước là nơi giữ gìn phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc việt nam đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa của việt nam đến các nước trong khu vực cũng như trên thế giới cuối chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi điểm tin dự báo thời tiết cho hôm nay và ngày mai Thưa quý vị, bản tin thời sự 20 giờ hôm nay, thứ hai ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022 của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chư tôn đức tăng ni và quý vị. Kính chúc quý vị tuần mới an vui, công việc hanh thông, lợi lạc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin Phật sự 20 giờ tối mai trên kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.